Ứng dụng Lemon, đàn em TikTok đang âm thầm nổi lên tại Mỹ. Trong bối cảnh TikTok tiếp tục đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, Lemon8, ứng dụng được cho là cùng mẹ ByteDance, đang nhanh chóng leo top tải về tại Mỹ. Định vị bản thân là nền tảng chia sẻ nội dung của giới trẻ, Lemon8 đã nhanh chóng lọt top tải về tại thị trường Mỹ. Phần mềm này cho phép người dùng đăng tải các bài viết dài hơn, tương tự như trên blog với cả hình ảnh và video. Người dùng có thể tinh chỉnh nguồn dữ liệu bài đăng dựa trên chủ đề ưa thích và những người sáng tạo khác mà họ theo dõi. Khác với TikTok, ứng dụng này là sự kết hợp giữa Instagram và Pinterest. Số lượt tải của Lemon8 đã tăng mạnh ở Mỹ, vượt qua cả Pinterest, dịch vụ hẹn hò Tinder và nền tảng lĩnh vực bất động sản Zillow để trở thành ứng dụng phong cách số hàng đầu được tải về trên iPhone. Tuy nhiên, thông tin về nguồn gốc ứng dụng còn khá mơ hồ. Hồ sơ pháp lý và các báo cáo truyền thông cho thấy rằng nó thuộc sở hữu của ByteDance, trụ sở Bắc Kinh.